Bản chất tình yêu là sự mù quáng. Khi kết thúc mù quáng thì tình yêu chấm dứt. Nó đang yêu mà lại can nó đừng yêu. Đó là điều vớ vẩn nhất của những thằng bố, thằng mẹ, thằng bạn. Nó đang mù quáng. Bạn bảo mày mù quáng. Mù quáng mới là tình yêu. Cho nên nó chỉ có cảm xúc thôi mà. Tích cực, tích cực, tích cực. Lượng đủ đổi một cái thành tình cảm. Khi mà đời sống riêng tư tôi nói êm thì đời sống công việc nó mới tạo cơ hội nó thắng được. Và cả xã hội nó mới thắng vì nó là tế bào của xã hội. Cho nên một cái anh lãnh đạo ngon nữa là lãnh đạo khôn ngoan là quan tâm tới đời sống riêng của họ. Một chính phủ ngon là chính phủ đặc biệt quan tâm tới kết cấu gia đình. Còn anh chưa làm được cái đó nó không ngon đâu. Cho nên nó rất cần cho các nhà quản trị. Khi xét ở nhân viên, nó rất cần cho nhà quản trị. Nếu xét ở chính anh, đấy đặt vấn đề nó rõ ràng. Sau đó mình yên rồi thì ngày mai bắt đầu lại quay vào công việc chính của mình. Con hồn phách đâu mà công mới trả việc, nó hành lên không khá lên được. Vậy thì ở đây nó có hai cái mảng. Tiền đề của hôn nhân đó là tình yêu. Sau đó thì có hôn nhân rồi thì nó dẫn tới lần sau nó ra cái mệnh đề này. Chứ đừng để cho nó đến cái tình trạng đấy xong không đạt thì cho nó phắn. Thế nói thế thì cần chói cà phê, đúng không? Vậy thì đấy là cái đặt vấn đề từ to đến nhỏ đến nhỏ vào chủ đề hôm nay. Bây giờ là 9 giờ kém 7 phút, 12 giờ. 3 tiếng chúng ta còn với nhau còn thiếu. Vậy thì tôi muốn gặp anh Sáng đi. Tình trạng của Sáng hiện nay là nó nằm ở khúc nào? Khúc tình yêu, khúc hôn nhân đang có xu hướng về vực thẳm hay là lên thiên đường đây? Nói cụ thể cho coi xem nào. Xu hướng của em vẫn đi lên rồi ạ. Đi lên à? Vâng. Thôi tắt màn hình đi làm việc khác ấy. Đây là dành cho những thằng đang đi xuống. Hả? Vâng, trước thì cũng hay cãi nhau rồi ạ. À thế à? Tranh luận suốt, bất đồng rồi là các cái mình vượt quá mình cứ hay tranh luận các cái việc vợ đâu người gọi là cái việc nhỏ nhặt ấy. À. Một gia đình hạnh phúc là gia đình luôn phải có cãi nhau, không cãi nhau là gia đình ông chuẩn bị bắt đầu đi xuống đấy. Tại sao lấy cái chỉ số không cãi nhau để nhau, người cũng hiểu biết hơn, đến bây giờ thì cũng khá tạm ổn. Nó không cãi nhau nữa bởi vì là một là ông nói nữa, hai là nó không thèm nói nữa thì khả năng nào cao hơn? Một cái khả năng là em không thèm nói cũng có, mà cái khả năng là cả vợ nó cũng hiểu mình hơn cũng có. Tức là sau khi mà nó thấu cảm thì nó hiểu là thằng chồng mình nó cũng chỉ đến thế thôi. Cho nên nói nữa thì nó cũng ngu, nó cũng chả là kẻ thầy được. Ý là thế thì. Không biết là vợ em thì cũng có cái sự lễ trọng hơn. À lễ trọng hơn đúng không? Ở trong đó có cái gì tôi góp vào được tí nào không? Có nhiều như thế. Về cái góp là em thay đổi cái tư duy của em. Ừ. Là mình thay đổi so với cái gì mà vợ nó khơi ra trước hơn là mình cứ đi tranh luận với nó. Ừ. Mình phản ứng với cái vấn đề nó lên ra nhiều hơn. Cái thái độ của mình phản ứng. Nhà ông nghe có vẻ nó còn vẫn còn cái bất ổn cho nên là tiếp tục cà phê tiếp đi. Vâng. Không có thằng điên nào hạnh phúc mà đi gọi vợ là nó. Đấy là gọi kẻ thù. Tức là nó đây là cái suy nghĩ của em thôi chứ không phải em gọi vợ là nó. Thì mày suy nghĩ là mày gọi mày nói chuyện về vợ mày nói với tao mày dùng đại từ khác hay gì? Hả? Dạ. Mày thường mày biết là tao thường gọi khi tao nói chuyện với thằng Sáng tao thường gọi vợ tao là gì, đại từ gì mày biết không? Tao nói chuyện thằng Trọng vậy. Ai đi gọi nó? Vâng. Tối thiểu là tao thường nói bà ngoại tao đấy. Mày tôn trọng cỡ đó. Vậy thì mình cứ thắt thế, xong từ từ. Và tao biết là thằng Hưng
nó đang cú to lắm, nó định hỏi, nhưng tí nó hỏi được không Hưng? Hay là muốn hỏi luôn? Ngồi trên cùng á. Câu đầu tiên em có thể nói cho là em gọi đối tác của em là mẹ thiên hạ. Mẹ thiên hạ cơ. Mày định gọi đối tác của mày là mẹ cả tao luôn đó hả? Mày vừa phải đấy nhá. Vậy thì ở đây bắt đầu chúng ta vào nội dung. Và tôi chia sẻ như là một góc nhìn trên nền tảng, nó có gốc gác của nó, chứ tôi không chia sẻ trên cơ sở quan điểm kinh nghiệm. Thì nó gồm những nội dung sau đây, và tôi phải tiết chế thời gian để dành thời gian các bạn nhấp cà phê cho các bạn phản biện với tôi. Tức là nó, cuối cùng nó mới trao đổi lẫn nhau với thầy, xong trao đổi với kẻ bên cạnh, thế là nó mới ra vấn đề được. Thì đầu tiên, kiến thức số 1, nếu đã quyết nghị được, chốt được thì hãy xây quan điểm riêng, không ai ép các anh chị được. Nhưng sau khi có quan điểm riêng thì biến thành hiện thực, hành vi như thằng Sáng ấy. Nếu nó có kết quả thì cái riêng ấy nó trở thành một kiến thức đi dạy kẻ khác được, mới góp ý người ta được. Mới góp ý là con mình nó lớn, nó bảo con lấy thằng này hay thằng này, thì mới mở cái lỗ mồm ra được. Rất ngắn gọn thôi. Vậy tình yêu là cái, đúng không? Cho nên tí chúng ta có hàng loạt cái na ná tình yêu thì rất nhiều, nhưng tình yêu đích thực thì rất ít. Và con người chỉ hai loại, một loại là thành công và một loại tuyên bố thành công, loại một rất ít. Toàn nói hết trong cái dáng còm lê cà vạt, công ty ngàn tỷ toàn nợ đời, tuyên bố hoành tráng. Các bạn chỉ cần khiêm tốn lại thôi, hãy biến mình trở thành kẻ làm được chứ đừng có kẻ tuyên bố, đã là hơn người. Ok. Vậy thì tình yêu nếu xét theo cảm xúc là sự dũng cảm của con người về một hiện tượng nào đó. Bạn gặp một cái phong nền đây, một cái bảng đây, lập tức con người nó có phản xạ trong cái vùng não, chứ không phải tim. Người ta nói tim để biểu tượng thôi, thì cái vùng ấy nó nhảy lên một cái không có lý lẽ gì cả, rung thế này. Thì khi rung nó có hai cái chiều hướng, một là rung tích cực, nếu cái hiện tượng ấy nó thỏa mãn bạn, một cái phản xạ tất yếu của con người, gặp một cái ly, gặp một cái bàn, gặp một cái hiện tượng thằng Dương đang dạy vừa nói nghiêm túc vừa chửi thề, lập tức trong não các bạn xảy ra một cái phản ứng cảm xúc. Cái cảm xúc ấy nếu mà nó hợp với gu bạn mà không giải thích được, thì tự dưng bạn có cảm xúc tích cực. Cảm xúc tích cực được hiểu là thích, mà cũng là thằng Dương, nhưng vì bạn không hợp cho nên là bạn có phản xạ tiêu cực mà không có lý lẽ. Ủa cái giá nó làm gì mày ghét? Nó chả làm gì tao, để tao ghét, như tao ghét. Thì đấy là cảm xúc, và nó chi phối tới 90% cái hành vi bạn ra đòn. Cho nên là ngày mai làm cái cuốn sách đọc, tôi làm trong tuần tới này, thì câu hỏi nó cứ xoáy mãi, tại sao cảm xúc là kẻ thù số 1 của thành công? Vì 90% nó chi phối bởi cái này. Khi bạn biến bạn trở thành lý trí được thì bạn trở thành Hitler, Stalin. Người ta làm không có tin luôn thì lúc ấy thành công kinh khủng. Nhưng mặt trái của vấn đề, nếu đưa tin vào thông minh cảm xúc thì bạn ăn to. Đó là Lý Quang Diệu, một kẻ cực đoan mà thành công. Vậy thì gặp cái thằng ôn mặt đấy, lần đầu tiên ăn mặc đẹp trai kinh, hiện tượng làm cho con đàn bà tích cực, tức là thích. Mới gặp cái thích lần thứ hai, úi dồi, anh nói chuyện toàn tiền tỷ thôi, thích đấy. Tức là tích cực. Khi cảm xúc tích cực nó đến một cái độ nào đó thì nó biến thành tình cảm, một lý lẽ gì cả. Cho nên các con rời mới chết chứ. Bản chất tình yêu là sự mù quáng. Khi kết thúc mù quáng thì tình yêu chấm dứt. Nó đang yêu mà lại can nó đừng yêu. Đó là điều vớ vẩn nhất của những thằng bố, thằng mẹ, thằng bạn. Nó đang ngủ quáng,
bạn bảo mày mù quáng, mù quáng mới là tình yêu. Cho nên nó chỉ có cảm xúc thôi mà, tích cực tích cực tích cực, lượng đủ đổi một cái thành tình cảm. Đến khi cậu vớ thì con danh rồi, mới xòe cái bản chất thật ra, thế là bắt đầu lại có cảm xúc tiêu cực tiêu cực tiêu cực, các bạn chết cho nó. Thế là sau nhiều năm cứ thế lấy về uống rủi thơm to sạch sẽ, về đến nhà cái uống rồi thì nó ăn ở nó bẩn, cảm xúc tiêu cực, ăn nói chó tiêu cực, hóa ra thì chỉ tiền tiêu cực. Thế là cuối cùng các bố cả đời không ngờ không ngờ không ngờ đấy, đây là không ngờ. Và đời các bạn đang ở tình trạng đó, và các bạn lại tiếp tục cho con các bạn lâm vào con đường đó. Trường Doanh Nhân PR.